vào Tuần Thánh thì đã có một số hoàng nữ cũng mắc kẹt nhiều việc ở chỗ Cam Đoàn và đoàn thể Nguyễn Văn Sự, thành ra cũng có ý là muốn về trước. Thế thì bây giờ thì tất nhiên là với gia đình về phía gia đình á thì vợ chồng mình cũng rất muốn là khoảng vẫn cứ tiếp tục, nhưng mà nó thôi nó đủ rồi, nó là để chủ nhà và tôi bây giờ này trong tâm tình bạn bè đó thì bạn nào mắc kẹt thì các bạn có thể về, và bạn nào còn có thời gian thì cứ ở đây sinh hoạt với gia đình mình không sao cả. Đúng vậy, đúng. Bởi vì nói thật với các bạn là như thế này này, mặc dù chúng ta có hay nhắc như thế chứ còn chúng ta có hay nhắc nữa không ảnh hưởng gì, bởi vì mình làm đấy là một cách âm ra bên ngoài nghe nó chỉ lão thoáng thôi, không ảnh hưởng gì hàng xóm. Thế nhưng mà từ trước khi các bạn nữ mà mắc kẹt mà muốn về đó thì mình cũng muốn triển khai, cũng muốn có một cái ý kiến nhỏ nhỏ với tất cả các bạn luôn, là ở một cái chỗ như thế này là trước đây thì các bạn cũng biết rồi là mình làm lớp trưởng. Thế nhưng sau này là thôi thì ta bàn giao lại để cho có cái sự thay đổi, thì thôi bây giờ là vào cái thời điểm này nó lại đúng vào cái ngày kỷ niệm Kim Khánh của cha hiệu trưởng. Thế như là 50 năm vào ngày 28 tháng 5. 28 tháng 5. Thế thì ở trong thánh lễ và trong những cái lúc trao đổi là cha Phúc cũng như cha Bình cũng đã nói rồi, và đại diện trường ngày hôm nay cũng đã phổ biến cho chúng ta rồi. Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là kỷ niệm 50 năm linh mục của cha hiệu trưởng, trường Hưng Đức sẽ đứng ra tổ chức cái lễ Kim Khánh cho cha, chứ không phải là giáo xứ. Đúng rồi, không phải giáo xứ, bởi vì cha về hưu rồi. Cha về hưu rồi cho nên là không có cái giáo xứ nào mà đứng ra tổ chức cả. Thành thử ra bây giờ trường Hưng Đức là đứng ra để tổ chức cái lễ Kim Khánh đó cho cha hiệu trưởng của chúng ta. Thế thì bây giờ ở lớp của chúng ta là niên khóa 69-75, đóng góp vào nó, đóng góp ở đây cũng nói đến đóng góp về vật chất, nhưng mà chúng ta đóng góp những cái công tổ chức, đóng góp cái ý kiến, đóng góp đến những cái công sức của chúng ta để chúng ta tổ chức một cái buổi lễ cho cha hiệu trưởng của chúng ta nó được tốt đẹp. Thế thì mình nảy ra một cái ý là như thế này, thì hiện thời bây giờ ở lớp của chúng ta là bạn Hải đang là trưởng ban liên lạc thôi, thì đang là người có trách nhiệm. Thế thì bạn Hải, mình đề nghị như thế này, bạn Hải nắm bắt các cái thông tin ở trên trường sắp sửa họp đây rồi về phổ biến cho chúng ta, phổ biến trong lớp. Thế thì bạn nào ở trong lớp chúng ta có cái điều kiện hay là có cái thời gian hay là có cái khả năng gì đó thì chúng ta cũng cống hiến để chúng ta làm sao mà cùng nhau tổ chức cho nó cái lễ Kim Khánh của cha hiệu trưởng một cách rất là tốt đẹp. Thì ở đây mình muốn nói với các bạn như này, ăn thua ở nơi bàn hải hết. Thế thì nhận các cái thông báo ở bên trên về như thế nào, phân công trách nhiệm như thế nào thì bạn hải nắm bắt và về triển khai ở trong lớp chúng ta. Bởi vì đây cũng là một cái dịp để chúng ta trả ơn cho người thầy, người thầy và người cha của chúng ta đã dạy dỗ về cái không những là chữ mà còn